Thưa quý vị, tìm kiếm bồi dưỡng những nhân tố tích cực để phát triển đảng hiện là vấn đề khó của nhiều địa phương. Song với cách làm của Quỹ Đất Đỏ, thì rõ ràng vấn đề này không quá khó nếu như từng chi bộ, đảng bộ và người đứng đầu có sự quan tâm hơn. Nhưng quan điểm xuyên suốt của đảng vẫn là phát triển đảng, không chỉ coi trọng về số lượng mà phải đi đôi với chất lượng, xây dựng đi đôi với củng cố, chỉnh đốn đảng. Nghĩa là bên cạnh việc tiếp nhận những nhân tố mới tích cực, thì cũng phải mạnh dạn loại bỏ những đảng viên tha hóa biến chất, không còn sức chiến đấu, để giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi. Chuyển sang thông tin khác. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, sáng nay 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2020. Thực hiện cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các nhóm chuyên đề, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đổ không đúng quy định, chở hàng quá tải trọng, chở quá số người quy định. Đối tượng kiểm tra sẽ là xe khách, đặc biệt là các xe chuyên chở hành khách, xe container và các loại xe mô tô. Ở trên đường thủy thì sẽ tập trung vào các cái điểm lễ hội, du lịch ở trên các cái tuyến đường thủy nội địa. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 hàng năm. Việc kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp cao điểm này có tác động rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của quý 1 cũng như của các thời điểm tiếp theo trong năm.